Chào bác, hôm nay giới thiệu các bác đài nền vang Boca màu vàng. Loại này thì có đi kèm theo hai mic không dây rất là xịn. Rồi giới thiệu cái cục đài trước. Cục đài này có kích thước chiều ngang là 43, chiều cao là 14 và chiều sâu nó là 31. Dùng biến thế xuyến. Có công suất. Cục đài này có công suất. Tổng công suất là 600W. Các bác có thể kéo một cặp loa bass 30 côn 51 trở về hoặc kéo 4 loa 25. Hôm nay sẽ ghép thử cho các bác 4 loa 25 các bác nhé. Rồi, tiếp theo là micro. Âm ly này, cục đẩy này tích hợp 2 micro không dây. Hai micro không dây này rất là xịn, rất là nặng. Khối lượng của nó là 850g. Cấu tạo hoàn toàn bằng vỏ bằng kim loại. Đặc biệt là micro này còn có thể điều chỉnh được tần số. Điều chỉnh được tần số. Các bác có thể điều chỉnh tần số để cho nó khớp với tần số của cái đầu thu tín hiệu mic của nhà các bác. Giờ có tần điều chỉnh tần số thì các bác có thể dùng cho những cái đầu thu khác, những cái bộ micro kết hợp với những bộ micro không dây khác nhà các bác, rất là tuyệt vời. Giá cả bộ này là 3 triệu. Các bác đặt hàng xin liên hệ số máy 0964 867 866. Khi các bác đặt hàng thì các bác vui lòng đặt cọc trước 100.000 bằng thẻ cào Viettel. Đặt cọc trước 100.000 đó là tiền ship các bác nha. Của các bác tính tiền ship là 100.000, các bác đặt cọc trước tiền ship. Còn khi nhận hàng các bác thanh toán với nhân viên bưu điện là 3 triệu. Các bác lưu ý là khi đặt hàng bên em phải có đặt cọc. Bác hoàn toàn yên tâm về đặt cọc anh nhá. Một ngày bên em vài chục đơn, đơn nào cũng đặt cọc. Các bác có thể nghi ngờ mức độ uy tín của cửa hàng thì các bác có thể xem một số video mà em đăng lên. Có những cái đơn hàng mã bill hàng ngày đã gửi cung cấp lên cho các bác. Các bác có thể tra thử mã bill đó thì nó vẫn còn tồn tại trên hệ thống. Và sau đây sẽ test nhạc cho bác nghe thử. Ở đây là ghép với 4 loa này các bác nhá. Loa bass 25. Loa gắn mác BMB thôi, loa này trong nước sản xuất. Ở đôi dưới đất này với giá là 1.3 triệu. Còn đôi ở bên trên này là 1.1 triệu. Cái này chưa gắn logo các bác nhá. Khi các bác mua thì em đã gắn logo sẵn rồi, giống như cái dưới này. Mời bác nghe thử nhá.
Quên chưa giới thiệu với bác là cái âm ly này có thể đọc thẻ nhớ USB và có kết nối Bluetooth nha bác nha. Đây kết nối Bluetooth. Đang nghe bằng kết nối Bluetooth. Bật vừa thôi, ở gần không hú đâu. Bật to hết cỡ thì ở phải lên đứng xa là một chút. Alo, alo 1 2 3 4 5 6. Alo. Rồi sau đây cô em sẽ hát bài Ánh Nắng Của Em. Ánh Nắng Của Anh. Alo. Từ bao lâu nay anh cứ mãi cô đơn bơ vơ. Ngày cứ thế trôi qua miên man, riêng anh một mình nơi đây. Những phút giây trôi qua tận đây, chờ bọn ai đó đến bên anh, lặng nghe những tâm tư này. Là tiếng rồi đang hát thì có khách gọi đến là nó chuyển sang chế độ live rồi. Thôi test thế là đủ rồi. Các bác mua hàng xin hệ số máy 0964867866 hoặc truy cập fanpage Facebook âm ly 12V hoặc âm thanh xe hơi giá rẻ. Xin mời các bác.